Indo hay là gì nhỉ? Đô Tâm là đá nhất thắng. Làm à, lưu mới hay. Như vậy là mời các đô về để đăng ký. Và Đô Hải vào trong sới đi ạ. Cũng đá nhất thắng Lèo Thường. Đúng mà. Và cũng mời các đô về để ban tổ chức đăng ký. Về nhất thắng. Như vậy hiện nay là Đô Tâm đã có đô Huy của Thanh Liêm xin theo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Keo Lèo Thường giữa Đô Tâm của Bình Lục nhất thắng Lèo Thường. Đô Huy của Thanh Liêm xin phá. Mời hai đô vào sới. Đô Huy của Thanh Nam hôm qua vừa ở trên mai động cả Nam cũng ăn được nó. Hai đô xe đài. Vâng, đề nghị khán giả cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đô. Vâng, hai đô thi đấu. Hai đô có những động tác xe đài rất mềm dẻo. Vâng, rồng bay phượng múa. Hai đô chuẩn bị. Các trọng tài chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Như vậy hiện nay là đô Tâm, đô Hố Xanh đã nhất thắng Lèo Thường và đô Đỏ xin phá. Nếu như đô Tâm mà thắng, tiếp tục thắng trận này, thi đấu này thì đô Tâm sẽ hoàn toàn toàn thắng Lèo Thường. Như vậy là đô Tâm đang ưu thế, đã ra sau được đô Đỏ. Đề nghị khán giả cho một tràng pháo tay. Vâng, đô Đỏ rất khéo, anh đã tháo được rồi. Anh đã tháo đòn. Hai đô sửa lại trang phục. Mai Đô Huy về sửa trang phục. Liễu Đôi đã có mặt, đề nghị là về bàn ban tổ chức để đăng ký. Có người ở nhà nhận đấy, nhưng mà chả chuyển tiền bằng chuyển khoản sau. Đỗ Cố Đỏ chỉnh lại trang phục. Đỗ trọng tài Khố xem nào, xem cuộc này. Thank you.
Điền Đội Sơn Xuân Giáp Thìn năm 2024 được truyền hình trực tiếp trên Facebook. Lực lượng thể thao Hà Nam đề nghị toàn thể nhân dân chúng ta thông báo cho người nhà để theo dõi. Trận đấu tiếp tục. Kelvin vừa qua vào lúc 2 phút 19 giây bằng kỹ thuật của mình